chạy chạy chạy. Đi đúng đường, đi đúng đường. Hello, xin chào mọi người, lại là mình đây, Kaki. Ok, và mình sẽ chơi cùng với rồi, mình là Shikim TV. Ok, thì hôm nay chúng ta sẽ chơi đua. Thì nó giống như những cái tập đầu tiên của mình ha. Ok, mình sẽ lựa phòng 2 người. Hai người đâu? Ở đây là phòng. Bạn ơi, phòng 12 người luôn hả? Đâu vậy? Nếu nó bảo 12 người thì lập phòng VIP ra mời 12 người vô cùng một phòng luôn hả? Phải rồi. Chơi thế ai chơi nữa? Ôi trời ơi. Game kinh vậy, sau đó thành một cái hộp, một cái chợ luôn. À, kiểu này là nó không có tủ để nấp luôn em. Đúng rồi, đúng rồi. Không có tủ nấp luôn. Chết chết rồi, chết chùm. Chết chết ta tua luôn. Có cái đèn pin nè. Cái nhạc thân máy anh thấy là nó không bị dính bản quyền này. Lấy chìa khóa đem lốt tiền. Ok. Cái đèn pin luôn. Ồ, có pin luôn. Có đèn pin hả? À, đèn khóa đảo được đâu. Ôi giời, cửa đầu tiên. Mở vô thấy nguyên cánh cửa bị hư luôn. Bên đây, bên đây. Tính mở tủ coi có cái gì mà. Trời, nghe tiếng tưởng là con gì chứ. Ôi trời ơi, tưởng một cửa giả rồi. Ở đây có chìa khóa dưới đất nè. Ôi giời, nằm ngay dưới đất luôn. Đã đi. Với lại cái căn phòng nó cũng không có to lắm. Thôi anh bật cái đèn cày lên chứ nó tắt là có quá giặt á. Phải. Thiệt hả? Ngay vậy thấy khiếp vậy. Mà cái đèn cày mà nó tắt á là có boss á, có quái á. Phải. Anh cầm lên chứ. Rồi anh cầm đèn cày lên thấy ơi. Rồi anh núp nhanh thấy. Chứ sao? Thấy chớp là anh nấp liền nha, anh đẻ đâu. Hả? Anh để còn hơn. Cái đèn cài anh bị tắt mẹ rồi. Hay là tắt à? À, nghĩa là nó phát hiện quái vật là nó tắt rồi. Ôi, cái đèn cài này có chức năng kìa, gớm đấy. Phòng thứ 16. Cái hồng quẹt nè anh, cầm hồng quẹt đi. Thôi em cầm đi, em cầm đi. Chết chưa? Em cầm đi, em cầm đi này. Hả? Mỗi người một cây vẫn được hả? Được. À, hiểu rồi. Đó là mỗi người một cây. Em nè. Còn chìa khóa rồi. Khóa rồi. Nghe tiếng xì xong. Con quái vật này cũng qua bên anh. Có gì khó vậy? Em chưa có tìm thấy. Sao ta có hôi vậy? Khóa này. Có giờ, có giờ. Khóa, có chìa khóa. Ok. Cẩn thận cái con xịt xịt nó nghe. Nó đớp cái là vui lắm. Ôi giời, tôi thùi à. Đây nè, đây nè. Đây nè, đây nè. Thay rồi, thay cái cửa. Đây nè, đây nè, đây nè. Ui ơi. Vãi, tôi thùi à, không có thấy đâu, vãi thì chứ. Ui giời, mở thử có gì không chứ. Mở cửa là con sắt ở trong á. Là nó ở trong cái tủ phải không? Mày chết mày này. Tao cầm đèn cày, cầm đèn cày lên. Chắc rồi đó. Nấp đi em, nấp đi. Lâu quá là anh chết á. Nó nghẹt thở. Nấp lâu quá bị con quỷ nó cắn. Có chìa khóa. Ba. Ôi giời, nhanh vậy. Cửa nào là cửa đúng này? Hai, sai rồi, cửa này không phải. Đi vô. Cửa giả mở cắn cắn này bây giờ
giống như cái lần anh chơi trước đó anh bị nó cắn hai lần anh chết luôn vãi đi chứ. Cái gì ta, cái đó cái cục gì em? Thằng bên mới gắn cục bên nó vô được. À cái nó là cục bên hả? Vậy cứ đi đi anh đằng sau em mà. Rồi cái nấy nó tắt nè, mấy cái con cỡ này thì nó easy đâu nói. Ồ, có cái nắng. Lần này em lái xong là anh mắc luôn này. Vậy đợi anh chút. Ui rồi. Ui trong phòng này to thế. Ui cả đóng mắt luôn này. À không này chạy nè em. Phải tới rồi. Đúng rồi. Đây 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 cái con quỷ dầu chân này nó đã quay lại. Dầu dầu linh hả? Dầu cù là thiên đạo. Trời đất ơi. Ý chạy thôi chạy. Cái này thì thường quá. Đấy mà ngon mày mở cửa coi. Trời đất ơi. Dí dí dí. Hoặc là người ta dùng từ đó để ui ui. Ê cái cửa này tới rồi nè. Úi dồi ông quỷ. Lút lên lút lên lút lên. Lút được vài đồng tiền. Vàng đây. Có bao nhiêu vàng này? À 90. Rồi. Mở đi em mở đi. Em mở đi. Thì anh thấy cái con quái vật này nó nhìn nó hơi giống Siren Head. Anh canh nó giùm em đi. Ok em. Anh lốt bên kia đây, em lốt bên đây. Bên trái này em lốt bên phải nha. Bên này có sách không ta? Nó chỉ cần phát sáng cái là mình biết có sách liền chưa? Nó lâu á, anh đợi lâu nó mới phát sáng. Để cho 5 phút nó mới phát sáng. Ôi giời, anh em có nhìn thấy gì không? Đây đâu con quỷ à. Mà nào mình ở gần nó lắm luôn ấy. À mình quay nói với anh em nữa là hôm qua ấy thì mình có quay clip nhá, nhưng mà bị cúp điện nên mình mất luôn cái clip rồi anh em ơi. Thì đáng lẽ mình đăng tập 11 hôm qua cơ, nhưng mà hôm nay mình phải hôm nay mình sẽ quay thua chứ không có quay không có quay block foot nữa. Thì nè, thì mình có khả năng là mình sẽ quay vào lúc chiều hoặc có thể là ngày mai. Lần sau em á, lần sau lần em. Trời, nó đi đùng 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 đùng. Chắc con này nặng cả tạ quá em ơi. Bèo chân. Có phải em bảo là anh núp vào đây là anh bắt tử không? Bắt tử luôn. Trời ơi, anh thấy nguyên cả đống bay cần trước mặt anh luôn á. À, cảm giác giống anh đang đội bacon của em lên đầu á, phải nồi. Cẩn thận đó nha. Nó lan lại kìa, nó lan lại kìa em. Qua đây, qua đây, qua đây. Trời đất ơi. Nó đang tới, nó đang tới, nó đang tới. Bên dưới này. Bên dưới rồi. Bên này, lấy bên đi này anh nữa. Gặp thì anh lấy đi. À mình thấy rồi, phát sáng rồi đó.
đủ mật mã chưa? Tam giác ở này, nếu mình tam giác này. Ok. Trái kia kìa, thấy không? Thấy rồi, anh em với anh đi ra lụm. Nó đang tới kìa. Chờ chút, nó đang tới chỗ anh. Nó đi xuống rồi. Qua đang lần này thấy đi nhanh hơn rồi. Chém em thì nó bắt rồi, anh lậm giùm em thành tam giác đây. Anh có rồi, có thành tam giác. Vô nó kìa em hiểu rồi. Nó đi nhanh hơn hồi nãy em ơi. Bảy hai hai a ba sáu. Úi giời ơi ghê quá. Ôi lắm đen ơi. Ok có cửa vào rồi. Yeah boy. Đâu có bán đánh giá. Ok thì mình thấy có một số YouTuber là bài cách để mà lấy được cái quầy donate ở trong game Donate Me Please anh em. Đấy thì bây giờ là mình phải tiếp cho đầy, cho đầy cái hũ này cho cái ông này. Để tiếp cho đầy luôn ha. Mà không biết mà có đủ tiền là tiếp đầy không ta. Chắc là dư anh em ơi. Ấy được rồi, yeah, Bly Donate vậy anh em. Yeah, mình nhận được cái thành tựu Bly Donate rồi. Ok, thì sẽ chập mình sẽ đi coi thử cái quầy nó như thế nào ở trong tự game Donate Me Please làm. Ơi, chấp kìa. Anh ơi, ui trời ơi, toàn rồi. Ôi xong rồi, không có tủ em. Ôi rồi, xong rồi. Mày. Quay lại. Em có thanh giá hả? À. Em nhốt nó vô cái hộp à? Không phải nồi. Ôi đây có cái cục đá vậy nè em. Có gì vậy ta? Ôi sao đây bị phá hoại ta la vậy? Ơi, mấy cái phòng này lạ thế anh em. Ôi mình chưa bao giờ thấy mấy cái phòng này luôn á. Ôi em tới cái phòng này làm mua chưa? Em tới rồi. Mấy cái này là mấy gì ta? Nhìn giống như đóng thiệt ta. Không biết có phải đá không nữa. Trời ơi, cái phòng này bị phá hủy tại tôi luôn. Ôi. Mất cái này mất kiếm lên ơi. Em cũng chưa biết ở đâu nữa. Anh ở bãi. Biết. Anh bị nó hù mấy lần rồi đó, vãi này chứ. Dâm ba cái thứ này xong mà hù được mình phải không không anh em? Đấy xong mà hù được mình đâu sợ đâu. Dâm ba cái con vớ va vớ vẩn đó sao làm mình sợ được phải không anh em? Đấy mình bị hù hai lần rồi mình đâu sợ. Bình thường chơi game kinh dị đâu phải thế này anh em. Đấy rồi chấp anh này, chấp vô tủ nấp đi em. Nha anh, con này đi thẳng. Nến anh ơi, ai? Anh có nến không? Đây. Có tắt không anh? Không. Không. Mặc lên nến lại. Không tắt. Cơn nào đây? Con mắt. Sắp tới con kia đó. Sắp tới còn chạy gì? Chạy thêm lần nữa thì bình thường. Cái chạy rồi đó anh ơi. Đây. Giờ khắc quyết định này. Để coi thử giới hạn của chúng ta là đi tới bao nhiêu cửa. Chạy. Đi đúng đường. Ơi bị bắt rồi á trời ơi. Bị mất phương hướng em ơi. Phải đi chứ. Ai còn sống. Trời đất ơi thiệt tình. Đây đây em cài xem. Trời đất ơi thì bây giờ mình sẽ coi bạn này chơi ha. Để coi thử bạn này đi được tới đâu. Trời đất ơi. Ê nó tới kìa.
vãi đi vậy. Trời ơi, căn phòng gì mà có tôi vậy? Có anh boss anh ơi. À, cái con mà màu xanh dương mà nó lạo thế lặn lối hả? Con nó né sao vậy? Anh sao vậy? Ơi, anh có thấy con nào đâu? Không phải nào. À, con cái con màu xanh. Trời đó coi. Quay trở lại. Vãi đi nha. Ok, video tới đây cũng đã khá là dài rồi. Nếu anh em nào thấy thích video này cho một like, một share và một đăng ký nha. Và nhớ nhấp vào cái chuông để biết được thông báo video mới của mình. Thì nếu anh em nào muốn qua ủng hộ thì hãy ủng hộ cho bạn này á. Là Xì Chum TV. Yeah. Chào đi, hello, bye bye gì đi. Bye. Trời đất ơi, nói ngại ngùng nữa. Nếu anh em nào muốn mình làm thêm series về đua thì có thể comment bên dưới ha. Ok, mình sẽ kết thúc video tại đây. Bye bye.